Vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể nghĩ ra là gì? Có lẽ là một loại súng hoặc bom cỡ lớn vô cùng hiện đại, hay là bom hạt nhân xóa sổ mọi sự sống, phải không nào? Nhưng mà còn những loại vũ khí đã tồn tại hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm trước thì sao? Lúc đó cái gì đã là ngự trị tối cao? Có phải là loại máy bắn đá khổng lồ, súng phun lửa cổ xưa hay không? Hay là một bàn tay sắt cực mạnh có khả năng lật úp cả tàu chiến thì sao? Chà, hãy đội mũ bảo hiểm, mặc áo giáp vào và cùng Taga Channel đến với top những vũ khí cổ xưa có sức công phá táo bạo vô cùng đáng sợ. Đầu tiên thì đó chính là The Werewolf, sói chiến. Chỉ cần nghe cái tên cũng đủ để gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng những kẻ cứng rắn nhất. Nhưng mà nếu anh em nghe qua thì sẽ liên tưởng đến các chiến binh cưỡi sói ra trận đúng không? Chắc chắn không phải là như vậy. Nó thật ra là một loại trebuchet, một cỗ máy để bao vây thời Trung Cổ, dùng để ném những viên đá lớn hoặc các loại hỏa lực khác vào thành trì của kẻ thù. Đó chính là chiếc máy bắn đá khổng lồ này. Đứng ở độ cao chóng mặt 20m, con quái vật này được cho là máy thiết kế bắn đá lớn nhất từng được đưa vào các trận chiến thời cổ đại. Những cỗ máy này hoạt động bằng cách sử dụng một đối trọng lớn nâng lên và giữ cố định bằng cơ chế kích hoạt. Khi mà nhà co, đối trọng này rơi xuống và dây treo lao lên trên, ném những tảng đá hoặc những viên đạn rực lửa với tốc độ hàng trăm km vào không khí. Werewolf được tạo ra vào thế kỷ thứ 14 khi nước Anh đang chiến đấu với Scotland. Vào năm 1304, lâu đài Stirling nhờ vào những bức tường khổng lồ và vị trí thuận lợi. Đây cũng được xem là thành trì cuối cùng của Scotland dùng để chống lại sự cai trị của Vương quốc Anh. Trong 4 tháng, để phá vỡ lâu đài này, quân Anh đã bao vây Stirling, liên tục tấn công bằng những viên đạn làm bằng chì nhưng mà nó không hề sụp đổ. Vì vậy, nhà vua nước Anh Edward đã mang vũ khí sói chiến đến. Chiếc máy bắn đá cao chót vót phải huy động 5 thợ mộc và 49 công nhân trong suốt hơn 3 tháng lao động liên tục để hoàn thành. Khi mà sói chiến ra trận, chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng đủ để tòa lâu đài Scotland phải tự đầu hàng. Nhưng mà Edward không nghe, vì ông đã chế tạo ra thứ vũ khí này thì phải thử một lần cho đã chứ. Và ông đã sử dụng nó. Như các bạn thấy, cái gì to cao mà chả khỏe. Sói chiến công phá và các ước tính hiện đại cho rằng chiếc máy bắn đá cao chót vót này đã đem đi những tảng đá nặng khoảng 150 kg, đi xa 200m với tốc độ là gần 200 km/h. Do vậy mà thành trì bao vây cuối cùng của pháo đài Stirling đã hoàn toàn sụp đổ. Các binh lính chạy tán loạn và xin đầu hàng ngay lập tức. The Fireland, thương lửa. Nếu mà phải đoán, bạn sẽ đoán rằng khẩu súng đầu tiên được tạo ra là khi nào? Có lẽ là thế kỷ 18 chăng? Thật đáng ngạc nhiên, vũ khí sử dụng thuốc súng đầu tiên thực sự có niên đại từ thế kỷ thứ 10, cụ thể là năm 950, được gọi là thương lửa. Vũ khí này được tạo ra ở Trung Quốc, trông giống như ngọn giáo, được buộc ở phía trước là ống tre chứa đầy thuốc súng và que diêm cháy chậm. Khi ngòi nổ được kích hoạt, ống thuốc súng sẽ phun ra một dòng lửa về phía kẻ thù. Qua nhiều thế kỷ, thuốc súng đã được sửa đổi và cải tiến, nhưng sức mạnh của nó vẫn vô cùng phi thường. Trong một phiên bản khác, viên đạn được nhét vào ống tre và bắn ra liên tục. Đến thế kỷ thứ 13, thương lửa đã loại bỏ mũi thương và chỉ dựa vào thuốc súng. Do vậy, loại vũ khí này trở nên mạnh đến mức những viên đạn mà nó bắn ra có đủ lực để khiến người ta tử vong vì những vết thương chí mạng. Tuy nhiên, loại vũ khí này vẫn có những hạn chế nghiêm trọng. Thương lửa chỉ bắn tối đa 1 hoặc được 2 phát bắn. Thêm vào đó, tầm bắn hiệu quả của vũ khí chỉ là 3m, nghĩa là bạn phải đến thật gần kẻ thù nếu muốn hạ gục chúng. Bất chấp những hạn chế này, vào thế kỷ thứ 14, cây thương lửa tiếp tục gây ra sự tàn phá ở Đông Á, sau đó lan sang các trận chiến ở cả Trung Đông và châu Âu. The Hellbender. Không thể nào nhắc đến những cuộc hải chiến mà không nói đến Hellbender. Con tàu này thực chất là một trong những vũ khí tàn bạo nhất trong lịch sử, khi chứa bên trong toàn những loại chất nổ khủng khiếp, được cố tình đốt cháy, sau đó lao thẳng hạm đội của địch. Khi tiếng nổ vang lên là lúc nhiều tàu địch bị tiêu diệt. Vào năm 1585, tàu Tây Ban Nha đang đi vòng quanh thành phố Antwerp của Hà Lan để nghiên cứu thành phố này. Nhận thấy nguy hiểm, người Hà Lan đã giao nhiệm vụ cho kỹ sư chiến đấu người Ý Federico Zambelli tạo ra một giải pháp tối ưu bằng một vụ nổ kinh khủng nhất. Vào lúc này, Zambelli đã tạo ra 2 con tàu. Bên trong đó, ông xây dựng những căn phòng. Trong mỗi căn phòng, 3.000 kg thuốc súng được buộc chặt. Và sau đó, những căn phòng này được vây quanh bằng đá, móc và kim loại để làm cho tác động của vụ nổ trở nên tàn khốc hơn. Trong con tàu đầu tiên, tên là Fortune, vụ nổ được cho là do một dây cháy chậm. Nhưng thật không may, tàu Fortune đã trôi giạt khỏi tàu của Tây Ban Nha. Vụ nổ của nó gây ra chưa mấy khả quan và không gây quá nhiều thiệt hại. Tuy nhiên là mọi hy vọng vẫn chưa mất và con tàu thứ hai được gọi là Hope. Thay vì sử dụng dây cháy chậm, Hope đã sử dụng một quả bom hẹn giờ. Một hỗn hợp tiên tiến giữa đồng hồ và thuốc súng sẽ tự động đốt dây cháy vào thời điểm chính xác.
Con tàu đi thẳng vào đường đi của các con tàu Tây Ban Nha và rồi đâm trực tiếp vào chúng. Và bùm! Vụ nổ lớn đến mức người ta cho rằng có thể nghe thấy nó cách xa 50 dặm. Không có gì quá ngạc nhiên. Vụ nổ mang theo các mảnh vỡ như mưa, có sức tàn phá khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.000 quân Tây Ban Nha. Các nhà sử học coi đây là vụ nổ chưa từng có trong lịch sử bởi vì sức công phá và hậu quả mà nó để lại. Great Fire, lửa Hy Lạp. Gần 1.000 năm trước khi Hellburner được ra khơi, có một vũ khí cổ xưa khác đang tàn phá biển khơi. Ngoại trừ lần này nó không phải là một con tàu, mà là một vũ khí được thiết kế vô cùng khéo léo mang ở trên tàu. Từ năm 674 đến năm 678 công nguyên, Constantinople, cố đô của đế quốc Byzantine, đã bị bao vây. Một đội tàu Ả Rập đã bảo vệ các căn cứ dọc theo bờ biển và phong tỏa thành phố trong khi tấn công các công sự của Constantinople. Khi thành phố của mình đang bị đe dọa, nhà phát minh vĩ đại Canilicus của Heliopolis đã tạo ra một loại vũ khí mạnh đến mức nó đã thay đổi cục diện của cuộc chiến. Được đặt tên là lửa Hy Lạp, súng phun lửa cổ xưa này hoạt động bằng cách phóng hỗn hợp dễ cháy từ ống trên mũi tàu Byzantine lên tàu của Ả Rập. Ngọn lửa được bắn ra từ ống hút có áp suất, giúp nó tầm bắn và độ chính xác tốt hơn, và cũng để đảm bảo hỗn hợp chết người có thể lọt vào tàu địch. Ngọn lửa sau đó tràn vào hạm đội của Ả Rập, phá hủy các tàu và buộc những người đàn ông phải thoát khỏi con tàu hoặc là bị thiêu sống. Đặc biệt là nước trên biển không phải là vấn đề đối với vũ khí này, bởi vì lửa Hy Lạp dễ cháy đến mức có thể cháy trên cả mặt nước và quét sạch hải quân của Ả Rập, chấm dứt cuộc bao vây kéo dài suốt 4 năm. Bạn có thắc mắc là điều gì tạo ra một thứ chất lỏng nguy hiểm đến như vậy hay không? Chà, công thức tạo ra nó đã bị thất truyền theo thời gian và các thành phần chỉ có thể đưa ra giả thuyết cho đến ngày nay. Naphtha, một chất lỏng dễ cháy được cho là thành phần chính. Chất này được tạo ra bằng cách trộn với kali nitrat và cuối cùng rắc thêm một ít lưu huỳnh. Khi thêm vào sẽ tạo ra một vụ nổ lớn kèm theo những đám khói to khổng lồ. The Iron Claw of Archimedes, móng vuốt sắt của Archimedes. Truyền thuyết kể rằng vũ khí cổ xưa này thực sự là một móng vuốt. Vào năm 214 trước công nguyên, trong cuộc vây hãm Syracuse, các đội tàu La Mã đã tấn công thành phố Sicily ngày nay. Và để chống lại điều đó, đội quân trong thành phố đã tạo ra một cỗ máy khổng lồ. Loại vũ khí giống như một trò chơi điện tử gắp thú vậy. Do nhà phát minh người Hy Lạp Archimedes nghĩ ra, rất là quen đúng không? Nó được sử dụng để phòng thủ trước những con tàu tiếp cận với tường chắn biển của thành phố cổ. Các tài liệu lịch sử đã mô tả móng vuốt của Archimedes hoạt động giống như một cần cẩu ở trên tường, được trang bị một loại móc nào đó ở cuối. Dây xích mà móc gắn vào được điều khiển bằng hệ thống dòng dọc. Vì vậy khi tàu địch tiến về phía chắn biển, móng vuốt sẽ hạ xuống để tấn công tàu. Khi nó đã bám được vào tàu, người ở đầu bên kia sẽ dùng hệ thống dòng dọc để nâng tàu của địch lên. Khi con tàu được nâng lên, nó lại đột nhiên thả ra, con tàu sau đó lao trở lại vào mặt nước và vỡ tan tành. Ngay cả khi là tàu không bị vỡ, thì thứ vũ khí này cũng làm lật úp con tàu và gây ra sự hỗn loạn vô kể trong quân địch. Và nếu mà những câu chuyện bí ẩn, những điều thú vị luôn thu hút bạn, kính mời anh em cùng nó xem tiếp. Nhà bác học này đã cứu hàng tỷ người, nhưng mà cũng giết hàng triệu người. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.